Xin chào tất cả mọi người. Thì trước mắt tất cả anh em là những cái mẫu sạc mà bên mình đang cung cấp ra thị trường. Thì hôm nay đây mẫu này thì một bạn đã đặt với mình, thì nhưng mà bây giờ mình chưa kịp làm đây, đang gấp gáp quá mọi người ạ. Do nhiều anh em rất là đặt máy. Đây là những cái hàng khủng nha anh em nhé. Đây mình quay đây cho anh em xem này. Đó, đây thì hiện tại mình đang ở ngoài chỗ làm việc thì mới quay được video cho anh em chứ. Đây thì cái này sử dụng 3 dây nhá. Đây thì sẽ này, đây là sẽ cấp độ sạc 100A này. Đây sẽ cấp độ sạc 150A. Đó, đây sẽ 3 dây này chụm lại sẽ là cấp độ 220A. Đó, bạn đó yêu cầu với mình như vậy. Và được chạy 3 con diode Nga. Hàng siêu khủng. Đấy, cực kỳ là nặng, mình đang phải rất là gồng lên để cầm ra cho mọi người nhìn. Đó, diode rất là ngay ngắn thẳng hàng. Thì chưa kịp ráp quạt và cũng chưa kịp lạp lên thành hộp đây. Đó, thì hiện tại là ngày mai mình sẽ đóng con này gửi đi. Đó, thì mình cũng lên đây review cho ba bạn để biết. Còn đây là con sạc xe máy này, rất là ok, hiệu quả này. Hàng rất là cực kỳ là đẹp luôn mọi người nhá. Đó, nếu mà nói hàng không chuẩn chỉ thì không có hàng ở đâu chuẩn chỉ nữa rồi. Đó, đây được chạy diode Nga đây, diode Nga bên trong nhá. Đó, anh em nhìn này, sạc rất là hiệu quả, kẹp rất là chất lượng, dây dợ này chắc chắn này, hàng dây to xịn nhá. Đó. Ui, con này là 200A đây anh em, nhìn nó khủng chưa. Đó. Các bạn nhìn thấy cái bàn tay của mình là các bạn biết rồi đó. Đó. Con này sạc bình 50A thì nó nhẹ vô tư luôn mọi người nhá. Đó, dây dợ tôi làm rất là chắc chắn, rất là chất lượng, nó đưa từng đường kim mũi chỉ luôn anh em ạ. Nó miêu tả đến như vậy, kẹp toàn hàng xịn, hàng không thể nói được, không thể chê được luôn. Thì mình báo nhé, con này 200A này 950.000 không bao phí vận chuyển. Cục này là 1.350.000, à đâu, 1.300.000 không bao phí vận chuyển cục này nhá. Đó, cục kia thì 1.100.000, với cục này bé hơn này, cục này to hơn này. Con này thì đây. Đó. Này cũng chuẩn chỉ luôn nhá, hàng bên mình làm rất là chất lượng này, gia công nó từng cái gỗ trà rất là nhãn luôn mọi người ạ. Sờ và đã cảm giác gọi là thích rồi, máy móc rất là ok. Thì trước khi mình gửi đi là mình sẽ test cho mọi người và có qua máy móc để kiểm tra hiển thị xem là máy có an toàn không, và nếu như những cái cục này đó anh em về anh em phải cắm đúng cực, không có bộ chống ở cực đâu anh em ạ. Đây thì đây là sạc 100A này. Đó, hàng rất là đẹp, rất là chuẩn chỉ. Đó. Con nào cũng như con nào luôn, hộp hiếc. Đó, đây là bản cao cấp. Rồi, video ngắn kết thúc tại đây nhá. Xin chào tạm biệt mọi người. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và nút đăng ký kênh bên dưới nhá. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có thể chọn được một chiếc máy ưng ý ở đây để mình làm cho mọi người. Và có nhận quấn những cái cục inverter kích điện hoặc là những cái cục điện 110, hoặc là những cái sạc các bạn ngoài thị trường các bạn không thể mua được mà bên mình vẫn có thể làm được cho mọi người. Đó, như vậy nhá. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, thật nhiều sức khỏe.